Trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình tin tức, tiếp theo đây là phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảnh Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, Tin từ Mexico cho biết là một vụ hỏa hoạn tại trung tâm giam giữ người di cư khiến cho 39 người bị thiệt mạng. Thông đất xã Reuters đưa tin cho biết là hỏa hoạn đã xảy ra trong đêm 27 tháng 3 tại một trung tâm giam giữ người nhập cư ở miền Bắc của Mexico gần biên giới với Hoa Kỳ khiến cho ít nhất là 39 nạn nhân bị thiệt mạng. Chỉ vài giờ sau khi ngọn lửa bùng phát, thì lực lượng chức năng của Mexico đã đưa được một số thi thể ra bên ngoài cơ sở của Viện Di cư Quốc gia INM ở thành phố Ciudad Juarez thuộc tiểu bang Rio Grande. Xe cứu thương, lính cứu hỏa và xe vận chuyển từ nhà xác tập trung rất đông tại hiện trường. Ngoài 39 người thiệt mạng vụ hỏa hoạn còn khiến cho 29 người khác bị thương. Những nạn nhân bị thương đã được chuyển tới 4 bệnh viện trong khu vực để cứu chữa. Trong một thông báo thì viện di cư quốc gia Mexico cho hay có 68 nam giới trưởng thành từ Trung và Nam Mỹ đang ở tại trung tâm này. Truyền thông của địa phương đưa tin văn phòng tổng trưởng lý Mexico đã mở một cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn tới thảm kịch. Khu vực Ciudad Juarez là một điểm dừng chân chính của những người di cư muốn vào Mỹ. Những cơ sở lưu trữ cho người vô gia cư ở đây thường xuyên chật kín những người di cư đang chờ cơ hội để vượt biên hoặc là những người đã yêu cầu tị nạn ở Mỹ nhưng đang chờ phê duyệt. Hỏa hoạn xảy ra trong bối cảnh cả Hoa Kỳ và Mexico đều đang đau đầu Đối phó với tình trạng quá tải tại cửa khẩu biên giới, hồi tháng 12 năm ngoái thì cơ quan hải quan và biên phòng ghi nhận mức kỷ lục gần 252.000 người trường hợp vượt biên từ Mexico vào Hoa Kỳ nhưng đã giảm xuống còn 128.000 người hồi tháng 2 vừa qua. Làn sóng người vượt biên từ Mexico vào Mỹ khiến cho Đảng Cộng hòa liên tục yêu cầu Tổng thống Joe Biden có một biện pháp bảo đảm an ninh biên giới tốt hơn. Ông Biden có thể khôi phục biện pháp tạm giữ các gia đình vượt biên trái phép trong trung tâm tị nạn sau khi chấm dứt hoạt động này trong năm 2021 vì áp lực từ các thành viên của Đảng dân chủ. Vẫn liên quan đến vấn đề di cư tại Mexico, bản tin tiếp nối cho biết là Mexico đã giải cứu hơn 34.000 trẻ em đang trong cuộc hành trình tới Hoa Kỳ. Theo viện di trú của Mexico thông báo, trong quý 1 của năm nay 2023, nhà chức trách của Mexico đã giải cứu hơn 34.000 trẻ em và trẻ vị thành niên không có giấy tờ tùy thân trong thời gian quá cảnh tại Mexico để tìm đường di cư bất hợp pháp sang Mỹ. Số trẻ em nói trên hiện nay đang được bảo vệ tại các trung tâm chăm sóc trẻ em ở Mexico. Trong khi đó thì lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra liệu các em cũng như gia đình có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không. Trong một thông báo về số liệu nhập cảnh và quá cảnh của nhóm người di cư không có giấy tờ tùy thân, Viện Di trú Quốc gia cho biết trong số 34.489 trẻ em được giải cứu, có 2.429 trẻ đi một mình, số còn lại đi cùng với bố mẹ hoặc là người thân. Số trẻ em đến từ Guatemala nhiều nhất là 2.878 trẻ em, sau đó là Honduras với 2.368 em và El Salvador 557 em và số còn lại đến từ nhiều quốc gia ở Trung và Nam Mỹ. Điều phối viên của trung tâm là ông Francisco Garduno cho hay chính sách nhất quán của chính phủ Mexico là bảo đảm sự an toàn cũng như là trật tự của dòng người di cư trong quá trình quá cảnh tại nước này, đặc biệt là việc bảo vệ quyền lợi của trẻ em cũng như là tạo điều kiện tối đa để các em có thể được đoàn tụ cùng gia đình. Trong năm ngoái thì Mexico đã giải cứu hơn 100.000 trẻ em và trẻ vị thành niên không có giấy tờ tùy thân trong quá trình quá cảnh để di cư bất hợp pháp sang Hoa Kỳ. Bắc Hàn công khai đầu đạn hạt nhân mới là bản tin tiếp nối. Theo thông tin của hãng thông tấn trung ương Bắc Hàn KCNA trong ngày 28 tháng 3, công bố những hình ảnh lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm Viện Vũ khí Hạt nhân một ngày trước đó, nơi mà ông Un đã kiểm tra các vũ khí hạt nhân chiến thuật mới và công nghệ lắp đầu đạn và hỏa tiễn đạn đạo. Một số hình ảnh cho thấy là lãnh đạo của Bắc Hàn đã thảo luận cùng với lại các biên chức bên lô đầu đạn hạt nhân mới được mang tên Hoa San 31. Chuyên gia kỹ thuật hạt nhân tại Trường Đại học Quốc gia Hán Thành là ông Kun Sut so sánh đầu đạn mới với phiên bản đầu đạn Bắc Hàn đã từng công bố trong năm 2016 và cho rằng nó trông nhỏ hơn và có thể có uy lực lớn hơn. Các chuyên gia đánh giá những hình ảnh này có thể cho thấy Bắc Hàn đã đạt được tiến bộ trong việc thu nhỏ đầu đạn để gắn vào hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa. Ông Kim Dong-yup là một cựu sĩ quan hải quân của Nam Hàn đang giảng dạy tại trường đại học Kyung Nam. Ông cho biết các đầu đạn này dường như đã được tiêu chuẩn hóa, được thu nhỏ, gọn và nhẹ để có thể gắn trên nhiều phương tiện phóng khác nhau. Trong chuyến đi thị sát, thì lãnh đạo Kim Jong-un cũng đã nghe báo cáo về hệ thống quản lý vũ khí hạt nhân Hae Bang truyền thông của Bắc Hàn cho biết là tính chính xác, độ tin cậy và an ninh của hệ thống này đã được thẩm định trong các cuộc diễn tập gần đây. Bình Nhưỡng công bố hình ảnh cùng ngày nhóm tác chiến Hàng không mẫu hạm Nimitz USS của Hoa Kỳ đã diễn tập cùng với Hải quân Nam Hàn trong vùng biển quốc tế ngoài khơi của đảo Jeju. Hàng không mẫu hạm USS Nimitz sau đó đã đập cập cảng Busan trong ngày 28 tháng 3 và đánh dấu lần đầu tiên chiến hạm này thăm Nam Hàn trong vòng 6 năm qua. Bắc Hàn trong năm ngoái tuyên bố là một cường quốc hạt nhân không thể đảo ngược và ông Kim Jong-un gần đây đã kêu gọi gia tăng sản xuất vũ khí theo cấp số nhân, trong đó có vũ khí hạt nhân chiến thuật. Viện Phân tích Quốc phòng của Nam Hàn ước tính Bình Nhưỡng sở hữu khoảng từ 80 cho đến 90 đầu đạn hạt nhân. Tin từ Ecuador cho biết là quốc gia này đang nỗ lực tìm kiếm trên 60 người bị mất tích trong trận lở đất. Chính phủ của Ecuador đang đẩy mạnh công tác tìm kiếm trên 60 người còn bị mất tích trong một trận lở đất vì mưa lớn kéo dài trong nhiều tháng qua ở tại miền Nam El Salvador. Theo đó, họ đã huy động nhiều nguồn lực trong đó có cảnh sát quốc gia, lực lượng vũ trang, bộ y tế và hội chữ thập đỏ. Nhà chức trách cho hay là trận lở đất xảy ra trong đêm ngày 26 đến ngày 27 tháng 3 tại làng Alausi ở tỉnh Zimborazo, cách thủ đô khoảng chừng 300 km về phía nam, khiến cho hàng chục ngôi nhà bị chôn vùi và 23 người bị thương, làm hư hại một số tòa nhà công cộng và đường xá. Buộc ba trường học phải đóng cửa, Chính phủ Ecuador cũng đã đính chính thông tin số người bị thiệt mạng và cho biết cho đến nay đã ghi nhận 7 người bị thiệt mạng vì ảnh hưởng của trận lở đất. Trước đó, thì Tổng thống Guillermo Lasso cho hay lực lượng cứu hộ từ các khu vực lân cận đã được đưa tới làng Alausi để thực hiện công tác cứu hộ và cứu nạn. Tổng thống Lasso cũng đã hối thúc cư dân mau chóng đi di tản ra khỏi các khu vực chịu ảnh hưởng vì thiên tai để bảo đảm an toàn. Chính phủ Ecuador cho hay là đã xây dựng các cơ sở trú ẩn tạm thời và cung cấp đồ dùng cần thiết như là túi ngủ cho những người bị mất nhà. Trước đó thì nhà chức trách đã ban bố cảnh báo mức độ màu vàng đối với khu vực chịu ảnh hưởng của trận lở đất trong đêm 26 tháng 3. Sau khi ghi nhận các trận lở đất hồi tháng 2, trận lở đất mới nhất này xảy ra chỉ một tuần sau vụ động đất mạnh trong khu vực biên giới phía Tây Nam của Ecuador với Peru khiến cho 15 người bị thiệt mạng. Đồng thời, nó cũng là một nguyên nhân dẫn tới 22 trận lở đất khác nhau, làm nhiều tuyến đường ở các tỉnh El Oro và Azuay bị tắc nghẽn. Chính phủ Ecuador sau đó đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 2 tháng tại 13 tỉnh trên 24, đồng thời phân bổ lại các nguồn lực kinh tế để hỗ trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng vì thiên tai. Tin từ nước Bỉ cho biết là đã bắt giữ được 8 nghi can nghi là có âm mưu tấn công khủng bố. Văn phòng công tố liên bang của Bỉ thông báo cảnh sát đã bắt giữ 8 người bị tình nghi là chuẩn bị tấn công khủng bố. Thông báo cho biết là các cuộc đột kích đã được tiến hành vào tối ngày hôm qua 27 tháng 3 nhắm vào các khu dân cư ở thủ đô Prussia, thành phố cảng Anrep và thị trấn biên giới Upen. Một nguồn tin tư pháp cho biết là những kẻ bị bắt giữ là những đối tượng cực đoan còn rất trẻ, bị tình nghi là thuộc phong trào thánh chiến. Nước Bỉ đã từng trải qua những ngày đen tối khi xảy ra ba vụ tấn công khủng bố liên tiếp tại phi trường Zaventem và ga tàu điện ngầm Maubel ở thủ đô Brussels hồi tháng 3 năm 2016. Các vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của 35 người và trên 200 người khác bị thương, khiến cho cả thế giới bàng hoàng và phẫn nộ vì sự việc quá tàn bạo của khủng bố.